các bạn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn làm món gỏi xoài nha. Thì nguyên liệu của mình gồm có là rau húng chuối và rau dăm. Mà rau dăm hôm nay nhà không có kịp mua. Thế là nguyên liệu chính của nó là xoài. Gỏi xoài thì không thể thiếu xoài. Một ít cà rốt, một ít hành tây. Ta cùng chuẩn bị nha. Bước đầu làm gì? Bào nó ra như thế này, bào sợi. Các bạn không bào, nhà mình không có cái dao bào sợi thì mình có thể thái. Wow. Và xài nó hơi bị chín. Hôm trước là làm món gỏi xoài Thái Lan được không? Rồi. Này là khác nữa hả? Là nó mà cái gỏi hôm trước đó. Hôm trước đâu có hành tây đâu ta? Có. Có. Món này đặc biệt thích cho các em chị em phụ nữ thích ăn chua. Chua ngọt ngọt, mình sẽ dùng cái sốt chua ngọt. Này sẽ quay. Làm rất là ngon và nhanh luôn. Này quay chi tiết hơn. Hôm trước thì chỉ có quay lúc mà trộn thôi đúng không? Thế các bạn coi cái clip này nhiều quá thì hôm nay sẽ quay lại thêm một lần nữa và cách làm chi tiết hơn là có xoài, cà rốt này, hành tây này, rau húng lủi này. Và thêm đặc biệt là cái chai nước sốt này. Cái sốt này nhà làm. Tức là giờ là cô Lành cũng làm được hai cái nước sốt, một cái là nước sốt để trộn gỏi đây. Cái thứ hai là tôm dâm theo hương vị của Thái Lan á, cái này chắc cũng theo hương vị Thái Lan quá. Bạn nào muốn thử nước sốt nhà làm liên hệ Huy Cường TV nhé. Bao ngon luôn đó. Thì xoài, nhưng mà xoài nếu mà sống hơn thì sẽ ăn có năng nước giòn hơn một tí. Rồi hành xong là hành tây thái mỏng thôi, hành thái mỏng thôi. Nếu sau này cô Lành nấu bờ rồ, cô Lành làm cái bộ đồ nấu ăn giống như thầy Dương Trung Hiếu á ha. Miễn ha. Có gần đủ rồi. Mình chỉ hạ phép chia sẻ những cái clip mình hạ vui hàng ngày chứ không dám dạy. Không thì mình chia sẻ cái đó thôi, nhưng mà ý là mình cho nó bờ rồ xíu. Rau răm thì mình cũng cắt như thế này, còn này là rau húng chuỗi nha. Đâu thực ra húng lủi hay rau răm đều được ha. Đúng rồi. Ấy thích đâu lắm. Rau răm rồi. Rau răm thì nó có cái vị tính hàn á, nóng á, để cho mình ấm bụng khi mình ăn cái món rau răm như vậy. Cái loại rau răm rồi sau này chúng ta có thể chúng ta rồi chúng ta trộn lên thôi. Món này làm chưa tới 5 phút nữa, nãy giờ quay mới có 3 phút 30 giây thôi đó mà. Nhanh mà, là những món ăn nhanh phù hợp cho người bận rộn mà. Nghêu làm trong vòng 10 phút, cái này là trong vòng 5 phút. Chúng ta với cái nước sốt này này. Tưới rồi bao nhiêu thì vừa? Nó khoảng 30ml. 30ml. 30 đến 50 tùy theo cái đĩa gỏi của mình á. Mình nhiều hay là như cái này chắc phải 50 à. Ủa em lấy cá làm món gì vậy bà? Cá bớp nướng nguyên. Nướng luôn vậy hả? Ra đĩa. Để luôn đĩa đi. Cái nồi này nấu nấu đủ không? Anh nấu cái xăm bỏ lượng. Nồi to hơn cái cá hết. Rồi to hơn xíu thì kiện nồi to hơn tiếp tục. Làm gì đây? Ta sẽ chúng ta này chúng ta hơi cầu kỳ tí. Thực ra một cái dĩa này khi mình trộn xong rồi mình cho đậu phộng vào nữa là xong thôi à. Không, bạn ấy làm cho chuẩn nhà hàng chuyên nghiệp. Không, cái này á, thực ra cái lý do mà gấp ra là để cho bớt cái nước lại. Cái dĩa này nó còn nước các bạn, nếu mà mình
làm biến như mình thì mình để luôn, bưng ra là mình ăn luôn. Còn nếu không mà để bớt nước thì mình rắp ra cái dĩa khác. Mình chưa có ăn đây. Đúng rồi mẹ. Vâng. Dạ vâng. Rồi xong một món chưa tới 5 phút luôn. Rồi xong, đây món gỏi xoài phong cách Thái Lan. Rồi cảm ơn các bạn nha. Các bạn nhớ ủng hộ kênh Lưu Cường TV. Take a body's high.